Các anh em nha, nay bên mình giao chiếc này là chiếc V80 nha, về cho anh Trường ha, của Marac Đắk Lắk nha, E-Marang của Marac Đắk Lắk anh em nha. Chiếc này chiếc V80 này, này rất là đẹp nè, rất là ok rồi nha. Này thì khá là xịn sò nè, do trời mưa rất là to, do đó mình quay bằng nhanh cho anh em xem ha. V80 nha anh em. À, xe đi Đắk Lắk nè. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Mưa rất là to do đó mình cũng không quay được cho anh em nhiều ha. Đúng rồi, lên đi anh.